Trần Hùng xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình VNTV. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có phối hợp với Vũ Sư Ngọc Thanh để thực hiện chương trình hướng dẫn khiêu vũ hàng tuần dành cho những người yêu thích bộ môn này. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình. Hôm nay Ngọc Thanh và Xuân Liễu rất là hân hạnh được phụ trách chương trình hướng dẫn khiêu vũ hàng tuần do đài VNTV và anh Hùng tổ chức. Thì cái điệu nhảy đầu tiên mà Ngọc Thanh muốn đưa đến quý khán thính giả đêm hôm nay là điệu International Latin Rumba. Tại vì đây là một điệu nhảy có tính cách quốc tế, thành ra Ngọc Thanh xin sử dụng một số những từ ngữ ngoại quốc để cho nó phù hợp với tính cách của điệu nhảy. Thì trước tiên hết, Ngọc Thanh cũng muốn nói một chút xíu về quá trình phát triển của điệu nhảy Rumba này. Thì điệu International Latin Rumba xuất xứ từ Cuba vào thế kỷ thứ 19. Điệu nhạc dựa trên điệu nhạc là 4-4-4. Điệu nhảy Rumba là một điệu nhảy rất là trữ tình, lãng mạn. Nó nói lên một cuộc chạy theo của người nam. Người nam đối với người nữ và người nữ chạy trốn đi. Đó. Và đặc biệt, trước khi chúng ta bước vào những cái bước nhảy dành cho những người mới bắt đầu, thì Ngọc Thanh cũng muốn nói một chút xíu về cái technique của điệu Rumba này. Ok, để cho chúng ta mượn ha. Thì điệu nhảy Rumba, kỹ thuật của điệu nhảy Rumba là dựa trên nền tảng là cái chuyển động, chuyển từ trọng tâm chân này qua chân kia. Mà mỗi lần chuyển trọng tâm như vậy đó, thì coi như cái sự chuyển động kết hợp giữa cái thân mình với lại cái hip, cái hông, nó sẽ như thế này. Ok, để Ngọc Thanh chuyển qua cái góc độ như thế này thì quý khán thính giả sẽ thấy rõ hơn. 1, 2, 3, 4. Ok, đó là cái kỹ thuật đặc điểm của điệu Rumba. Và thêm một điều nữa, Ngọc Thanh muốn nói là về vấn đề footwork. Footwork tức là cái vị trí của cái bàn chân mình đặt lên sàn mỗi lần mình di chuyển trong cái điệu nhảy này. Thì cái footwork của điệu nhảy này á, là ball and flat. Ball là gì? Tức là Ngọc Thanh có thể dịch một cách nôm na là cái phần mà xương ở phía dưới của ngón chân cái. Và flat là tức là nguyên cái bàn chân mình để trên sàn. Thì Ngọc Thanh có thể làm cái bước như thế này để quý khán thính giả có thể thấy được cái footwork của cái điệu này. Cái đi cái basic. Ball flat. 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 Và để tiếp tục Ngọc Thanh xin hướng dẫn đến quý khán thính giả bước nhảy có tên là Cucaracha. Với cái bước này nó cũng giống như bước New Yorker. Thì vị trí của nam với nữ là ở facing position, tức là hai người rời nhau ra. Và double hand hold, tức là hai người cùng nắm hai tay với nhau. Và chúng ta có thể đếm cái bước này như thế này. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Và đây là footwork của người nữ. Chân phải người nữ bỏ qua chúng ta count là chúng ta điểm là 2. Trọng tâm dồn vào chân trái chúng ta điểm là 3. Và chân phải kéo vào chân trái chúng ta điểm là 4, 1. Chân trái người nữ bước ngang qua chúng ta điểm là 2. Trọng lượng dồn vào chân phải chúng ta điểm là 3. Chân trái rút vào chân phải chúng ta điểm là 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Và đây là footwork của người nam. Trọng lượng dồn vào chân trái, chúng ta điểm là 2. Trọng lượng dồn vào chân phải, chúng ta điểm là 3. Chân trái kéo vào chân phải, chúng ta điểm là 4, 1. Chân phải bước ngang, chúng ta điểm là 2. Trọng lượng dồn vào chân trái của người nam, chúng ta điểm là 3. Chân phải kéo vào chân trái của người nam, chúng ta điểm là 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Chân trái, trọng lượng vào chân trái của người nam, chúng ta điểm là 2. Trọng lượng dồn chân phải, chúng ta điểm là 3. Chân trái bước về chân phải, chúng ta điểm là 4, 1. Chân phải bước ngang, chúng ta điểm là 2. Chân trái, trọng lượng dồn chân trái, chúng ta điểm là 3. Chân phải rút về chân trái, chúng ta điểm là 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ở đây Ngọc Thanh cũng muốn nói chút xíu về cái footwork của nam cũng như nữ ở cái bước này. Thì khi mà trọng lượng chúng ta dồn vào chân trái thì lúc đó sẽ là bone flat. Bone flat. Và chân phải lúc đó vẫn giữ flat. Flat. Và chân trái kéo vô chân phải, lúc đó là ball flat again. Tương tự như vậy, chân phải chúng ta bước ngang là ball flat. Chân phải, chân trái vẫn là flat. Và chân phải kéo vô chân trái là ball flat. Một lần nữa, ball flat, flat, ball flat. 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 Và đây, bước nhảy Cucaracha vào nhạc. Hai ba bốn một, 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 hai ba bốn một. Hai ba bốn một, hai ba bốn một, hai ba bốn một, hai ba bốn một. Cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi chương trình hướng dẫn khiêu vũ hàng tuần do đài truyền hình VNTV phối hợp với vũ sư Ngọc Thanh thực hiện. Sau đây chúng tôi xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.